Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Beirut rung chuyển khi Israel ồ ạt không kích mở rộng chiến dịch ở Lebanon. Thủ đô Beirut, Lebanon chìm trong tiếng nổ chấn động khi một đợt không kích lớn của Israel bùng nổ từ tối ngày 5 tháng 10 cho đến sáng ngày 6 tháng 10. Những cuộc tấn công này không chỉ làm rung chuyển thành phố mà còn tạo ra những cột sáng rực rỡ, có thể nhìn thấy từ xa hàng km, khiến bầu không khí trở nên căng thẳng và ngột ngạt. Hãng tin Reuters mô tả một cảnh tượng hỗn loạn khi các cuộc không kích dồn dập diễn ra ở vùng ngoại ô phía nam Beirut, một trong những khu vực được coi là thành trì của Hezbollah, nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn. Những ngày gần đây, Israel đã dồn dập tấn công vào các vị trí chiến lược, được cho là nhằm tiêu diệt thủ lĩnh Sayyid Hassan Nasrallah cùng với những nhân vật chủ chốt khác ở trong tổ chức này. Theo thông tin từ truyền thông Lebanon, những đợt không kích này được mô tả là rất dữ dội, với ít nhất 4 cuộc không kích diễn ra liên tiếp tại khu vực phía nam Beirut và một cuộc khác tại Jafat. Hãng thông tấn quốc gia Lebanon NNA cho biết một quả cầu lửa khổng lồ bốc lên trời cao, trong khi những tiếng nổ vang rền làm rung chuyển mặt đất, phủ một lớp khói dày đặc khắp nơi trong suốt một giờ đồng hồ. Trên nền tảng Telegram, quân đội Israel đã công khai thông báo về việc tấn công các mục tiêu khủng bố của Hezbollah ở khu vực Beirut. Trước đó, vào đêm ngày 5 tháng 10, Israel đã gửi đi thông điệp khẩn cấp yêu cầu người dân sơ tán khỏi các vùng ngoại ô phía nam, tạo ra một cảm giác hoảng loạn cho cư dân nơi đây. Trong khi các cuộc tấn công diễn ra, người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari tuyên bố rằng nước này đã tiêu diệt 440 chiến binh Hezbollah trong các cuộc hoạt động trên bộ tại miền nam Lebanon và phá hủy khoảng 2.000 mục tiêu liên quan đến nhóm này. Cuộc không kích tàn khốc của Israel bắt đầu từ ngày 23 tháng 9 đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.110 người và buộc hơn 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Sự kiện thủ lĩnh Hezbollah bị ám sát đã dẫn đến một phản ứng mạnh mẽ từ Iran với cuộc tấn công bằng tên lửa vào Israel diễn ra vào ngày 1 tháng 10, bất chấp lời cảnh báo từ Tehran về một sự đáp trả mạnh mẽ hơn nếu bị tấn công. Các quan chức quân sự Israel khẳng định rằng họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Ngày 5 tháng 10, Tổng thống Israel Isaac Herzog nhấn mạnh rằng Iran vẫn là một mối đe dọa liên tục đối với Israel. Ông nói, chúng ta đang sống trong hậu quả của những sự kiện đã qua. Đó là một mối đe dọa không thể xem nhẹ đối với nhà nước Do Thái, không chỉ từ Iran mà còn từ các lực lượng ủy nhiệm mà nước này hậu thuẫn. Tình hình đang ngày càng trở nên gia tăng với những diễn biến khó lường đang chờ đợi phía trước. Tương lai Hezbollah rơi vào thách thức khi lãnh đạo tiềm năng mất tích bí ẩn sau cuộc không kích của Israel. Theo thông tin từ Lebanon, sự mất tích bí ẩn của ông Hossam Safieddine, người được coi là ứng viên hàng đầu kế nhiệm vị trí lãnh đạo Hezbollah, đã làm dấy lên nhiều lo ngại. Từ ngày 4 tháng 10, ông Safieddine đã không thể liên lạc được ngay sau khi Israel tiến hành một cuộc không kích tàn khốc vào thủ đô Beirut. Hãng tin Reuters dẫn lời một nguồn tin an ninh Lebanon cho biết, trước đó vào đêm ngày 3 tháng 10, Israel đã thực hiện một cuộc tấn công lớn nhắm vào một quan khe ngầm nơi có mặt ông Safieddine. Đòn tấn công này không chỉ nhằm tiêu diệt một trong những nhân vật quan trọng của Hezbollah mà còn phản ánh sự quyết liệt trong chiến dịch quân sự của Israel. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, các cuộc không kích liên tiếp của Israel vào khu vực Dahiye thuộc ngoại ô Beirut từ ngày 4 tháng 10 đã khiến lực lượng cứu hộ gặp khó khăn trong việc tiếp cận các địa điểm bị tấn công, tạo ra một bức tranh hỗn loạn và khủng hoảng. Hezbollah cho đến nay vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào liên quan đến sự mất tích của ông Safieddine, làm tăng thêm những câu hỏi về tương lai của tổ chức này. Trong khi đó, Trung tá Nadav Shoshani của quân đội Israel đã cho biết họ vẫn đang tiến hành đánh giá về các cuộc không kích vào Lebanon đêm ngày 3 tháng 10. Theo các nguồn tin, việc mất đi người kế nhiệm tiềm năng cho cố thủ lĩnh Nasrallah sẽ là một cú sốc lớn đối với Hezbollah cũng như các bên đồng minh, đặc biệt là Iran. Ngày 5 tháng 10, Israel không chỉ mở rộng không kích đến thành phố Tripoli ở phía bắc Lebanon mà còn thông báo rằng đã tiêu diệt hai thành viên của nhóm Hamas tại đây. Trong cùng ngày, nhóm Hamas xác nhận rằng chỉ huy Saeed Attala cùng vợ và hai con gái đã thiệt mạng trong cuộc không kích vào trại tị nạn Betawi, làm nổi bật sự khốc liệt và tàn nhẫn của cuộc chiến hiện tại. Israel đã tuyên bố rằng mục tiêu của họ là bảo vệ hàng ngàn công dân Israel trở về an toàn từ miền Bắc.
nơi đã gánh chịu nhiều đợt ném bom của Hezbollah kể từ ngày 8 tháng 10 năm 2023. Tình hình đang trở nên ngày càng nghiêm trọng và căng thẳng khi mọi diễn biến đều có thể làm thay đổi cục diện. Mỹ tăng cường lực lượng tại Trung Đông khiến Israel trở nên táo bạo hơn trong các hành động quân sự của mình. Các quan chức Lầu Năm Góc hiện đang thảo luận về việc liệu sự hiện diện quân sự gia tăng của Mỹ có thể kiềm chế những căng thẳng đang leo thang hay ngược lại sẽ làm tình hình trở nên tồi tệ hơn. Kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas bùng nổ cách đây một năm, khu vực Trung Đông đã chìm trong sự bất ổn liên tục. Các cuộc giao tranh giữa Israel và Hezbollah ở Lebanon cùng với các cuộc tấn công của lực lượng Houthi từ Yemen đã làm tăng thêm sức nóng. Gần đây nhất, hàng trăm tên lửa từ Iran đã nhắm thẳng vào Israel, khiến tình hình càng trở nên nghiêm trọng. Trong bối cảnh này, Lầu Năm Góc đã triển khai một loạt vũ khí hạng nặng đến khu vực, bao gồm tàu sân bay, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, tàu tấn công đổ bộ và một phi đội máy bay chiến đấu. Tuần này, thông tin từ Lầu Năm Góc cho biết sẽ có thêm vài nghìn binh sĩ được điều động, nâng gấp đôi sức mạnh không quân tại Trung Đông. Tổng thống Joe Biden khẳng định rằng lực lượng bổ sung này nhằm mục tiêu bảo vệ Israel và các binh sĩ Mỹ tại các căn cứ trong khu vực. Phó phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sabrina Singh cho biết sự hiện diện quân sự gia tăng của Mỹ nhằm ngăn chặn các hành động gây hấn và ngăn chặn nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến lớn hơn trong khu vực. Tuy nhiên, sự gia tăng này cũng kéo theo lo ngại về việc Israel có thể thực hiện các chiến dịch ngày càng táo bạo hơn chống lại Hezbollah, với tâm lý rằng họ có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Mỹ. Theo tờ New York Times, tướng Charles Kilbrotea, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, đã nêu bật những lo ngại này trong các cuộc họp tại Lầu Năm Góc và Nhà Trắng. Ông đặt câu hỏi về tác động của việc phân bổ nguồn lực quân sự này đối với khả năng sẵn sàng chiến đấu của Mỹ, cũng như khả năng ứng phó nhanh chóng với các cuộc xung đột ở các khu vực khác trên toàn thế giới. Tình hình hiện tại đang ngày càng trở nên phức tạp và khó lường khi mọi quyết định quân sự đều có thể dẫn đến những hậu quả không thể đoán trước. Israel không kích trụ sở tình báo Hezbollah. Căng thẳng ở Trung Đông tiếp tục leo thang trên nhiều mặt trận, nguy cơ đẩy khu vực vào xung đột toàn diện. Ngày 4 tháng 10, Israel tiếp tục ném bom khắp miền nam Lebanon, tuyên bố đã nhắm mục tiêu trụ sở tình báo của nhóm vũ trang Hezbollah ở thủ đô Beirut, Lebanon, theo hãng tin Reuters. Cuộc không kích mới nhất được cho là nhằm vào ông Hashem Safieddine, người được đồn đoán sẽ kế nhiệm lãnh đạo Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, vừa thiệt mạng tuần trước. Israel và Hezbollah chưa thông tin về số phận của ông Safieddine. Lực lượng phòng vệ Israel trong ngày 4 tháng 10 nói rằng đã hạ khoảng 250 chiến binh Hezbollah kể từ khi Israel phát động cuộc tấn công trên bộ ở miền nam Lebanon đầu tuần này. Về những gì chúng ta đã chứng kiến trong những ngày giao tranh ác liệt, tôi có thể nói với các bạn rằng bên cạnh thương vong, chúng tôi đã có thể giáng một đòn nghiêm trọng vào Hezbollah, vào các chỉ huy cấp cao và cấp chiến thuật của tổ chức này. Người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel, Trung tá Nadav Sosani nói. Lực lượng phòng vệ Israel cũng báo cáo rằng Hezbollah ngày qua đã phóng khoảng 180 rocket về miền bắc Israel, trong đó nhiều rocket đã bị hệ thống phòng thủ tên lửa vòm sắt Iron Dome của Israel đánh chặn. Theo Bộ Y tế Lebanon, tính đến ngày 4 tháng 10, giao tranh giữa Israel và Hezbollah trong gần một năm qua đã làm 2.011 người thiệt mạng và 9.535 người bị thương, trong đó hơn 1.100 người thiệt mạng chỉ trong 2 tuần qua. Iran cam kết không chùn bước. Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei trong ngày 4 tháng 10 đã nói rằng Iran và các đồng minh của Tehran trong khu vực sẽ không lùi bước trước các cuộc tấn công của Israel. Các đối thủ của Israel trong khu vực nên tăng gấp đôi nỗ lực chống lại kẻ thù hung hăng. Ông Khamenei nói, lưu ý rằng cuộc tấn công tên lửa của Iran vào Israel hôm ngày 1 tháng 10 là hợp pháp và chính đáng. Ông Khamenei nhấn mạnh Iran sẽ không trì hoãn và sẽ hành động nhanh chóng để thực hiện nghĩa vụ đối đầu với Israel. Cùng ngày, hãng thông tấn bán chính thức của Iran SNN dẫn lời phó chỉ huy lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC Ali Fedavi rằng nếu Israel tấn công, Iran sẽ nhắm vào các cơ sở năng lượng và khí đốt của Israel để đáp trả. Iran là một quốc gia rộng lớn và bao la, có nhiều trung tâm kinh tế, trong khi Israel có 3 nhà máy điện và một số nhà máy lọc dầu. Chúng tôi có thể nhắm vào tất cả những mục tiêu này cùng một lúc, ông Fadevi nói. Ông Fadevi nói thêm rằng Iran sẽ nhắm vào tất cả các địa điểm năng lượng nếu Israel phạm sai lầm.
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.